Sự tích hoa cúc đỏ. Ngày xưa, trên một thảo nguyên mênh mông, có một vương quốc kỳ lạ được trị vì bởi vị vua bằng vàng và hoàng hậu bằng bạc. Trong khi dân chúng vương quốc sinh tử theo đúng quy luật tự nhiên, thì hoàng hậu và đức vua lại có khả năng trường sinh. Đã mấy chục thế kỷ trôi qua, bao nhiêu hồi ức vui buồn, ta thấy lòng nặng trĩu đến độ muốn nổ tung ra. Ta chỉ muốn được là một người bình thường mà thôi. Ngày đó ta vì muốn đến bên nàng mà chiếm cả vương quốc của cha nàng, khiến cha nàng uất hận sinh bệnh qua đời. Có lẽ chính vì vậy mà chúng ta bị trừng phạt, phải sống mãi như thế này. Vậy chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Không có cách nào để thay hiện tại mà chúng ta đang phải chịu đựng sao? Ta đã quá chán với kiếp sống này rồi. Trước giờ ta đọc rất nhiều sách vở, nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết nào. Chỉ duy nhất có một cuốn sách cổ viết rằng, chúng ta chỉ có thể trở thành người thường nếu như ta và nàng có con gái kết hôn với một chàng rể ưu tú, có đủ năng lực để thừa kế vương quốc. Bao nhiêu thế kỷ nay rồi, chúng ta chờ đợi một đứa trẻ ra đời trong vô vọng. Chúng ta sẽ chẳng thể nào có con, thì làm sao có cơ hội có được chàng rể nào kia chứ? Ta không muốn tiếp tục sống những chuỗi ngày nhàm chán lặp lại như thế này nữa. Ta thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Thôi mà nàng, đừng như vậy nữa. Hoàng hậu đau buồn triền miên. Nhưng ngày hôm đó, người khóc nhiều nhất, đức vua an ủi thế nào cũng không được. Hoàng hậu không trở về điện, mà cứ thế ngồi khóc bên vườn hoa đến lúc ngủ thiếp đi. Hoàng hậu đáng thương ơi, chắc chắn là một năm nữa người sẽ có một cô con gái, nhưng người phải uống cho được nước hoa từ tràng hoa của ta vào lúc hoàng hôn. Chuyện gì thế này? Ai vừa nói với ta? Ai vừa nói với ta rằng uống nước từ tràng hoa ly thì ta sẽ có con gái? Có lẽ là ta đang nằm mơ. Có lẽ vì quá mệt, hoàng hậu dù bị đánh thức bởi một giọng nói kỳ lạ, vẫn nhanh chóng tiếp tục thiếp đi. Sao cô lại tiết lộ bí mật chỉ được sử dụng đúng một lần trong đời mình? Và hậu quả của nó, cô đã nghĩ đến chưa? Sao cô có thể nóng vội như vậy chứ hả, hoa ly trắng ơi? Hoàng hậu đã cứu tôi khỏi đợt hạn hán vừa rồi. Tôi rất biết ơn người khi lúc tôi héo rũ, chỉ còn một chiếc lá xanh trên thân. Người vẫn không bỏ tôi đi mà hết lòng chăm sóc, tưới tắm và bảo vệ cho tôi. Thượng đế ban cho mỗi chúng ta một sứ mệnh, giờ là lúc tôi nên dùng nó. Tôi không thể nghĩ quá nhiều. Hoàng hậu ngủ say một mạch đến tận hoàng hôn ngày hôm sau mới tỉnh giấc. Một năm nữa người sẽ có một cô con gái, nhưng người phải uống cho được nước hoa từ tràng hoa của chúng ta vào đúng lúc hoàng hôn. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng cũng thật lạ kỳ. Giờ là hoàng hôn rồi mà trên tràng hoa ly này vẫn động sương, đúng là một sự kỳ lạ hiếm có. Hay ta cứ thử uống, biết đâu. Kỳ lạ, khi uống nước từ tràng hoa ly, hoàng hậu thực sự đã mang bầu sau quãng thời gian đằng đẵng mong mỏi chờ đợi. Hoàng hôn, hoàng hôn, hoàng hậu và đức vua sắp sinh con rồi. Vương quốc chúng ta sắp sửa được đón một người trị vì mới rồi. Một năm sau đó, hoàng hậu hạ sinh được một nàng công chúa kháu khỉnh, hồng hào và khỏe mạnh. Bao bộ bã trước đó của bà và đức vua vì không thể có lấy một mụn con, giờ thay bằng niềm hạnh phúc vô bờ. Năm tháng trôi nhanh, công chúa lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Đặc biệt, nàng có thể nói chuyện cùng hoa cỏ. Rồi tuổi lập gia thất cũng đến, đúng vào tuổi 17. Trước giờ công chúa trang điểm dự buổi kén phò mã, trên trán nàng bất ngờ xuất hiện một vương miện hoa lấp lánh. À, trời ơi, trên trán ta sao lại xuất hiện một vương miện làm bằng hoa lấp lánh thế này? Vương miện này lẽ nào là một điềm báo gì sao? Ta không hiểu gì hết. Công chúa, nàng mau xuống vườn hoa đi. Hãy xuống đây ngay bây giờ đi. Công chúa, nàng đi đâu vậy? Ta đi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Hả? Ngươi vừa nói rằng mẹ ta vì uống nước từ tràng hoa ly mà sinh ra ta sao? Có nhầm lẫn gì không? Ta chưa một lần được nghe mẹ nói gì về điều này hết. Điều này nghe thật là hoang đường. Không hề hoang đường, đây hoàn toàn là sự thật. Chuyện này tôi được nghe tổ tiên của mình kể lại. 17 năm trước, tổ tiên của tôi
muốn trả ơn mẹ nàng mà đã bày cách để bà có thể mang bầu và sinh ra công chúa, bất chấp những hậu quả xảy ra về sau đó. Hả? Trời ơi, thật sự đã xảy ra chuyện như vậy sao? Vậy lẽ nào vương miện hoa trên đầu ta bây giờ chính là báo trước một điều gì sắp sửa xảy đến với ta sao? Theo quy luật trên trái đất này, cái gì đến từ đâu sẽ phải trở về đó. Cùng với vương miện hoa này, năm sau khi tròn 18 tuổi, nàng sẽ phải biến thành hoa và cha mẹ nàng sẽ mãi mãi trường sinh cùng với nỗi đau mất nàng. Không, ta không tin. Cùng lúc ấy, buổi kén phò mã đã diễn ra. Nghe đồn về sắc đẹp của công chúa, rất nhiều hoàng tử và các chàng trai quý tộc từ khắp nơi tụ họp để thử vận may. Dưới điện kia đều là những chàng trai tuấn tú nhất vương quốc. Ta tin công chúa sẽ sáng suốt để lựa chọn cho mình được một đức phu quân xứng đáng nhất. Nào, thị nữ đâu? Hãy mời công chúa ra điện chính để buổi kén phò mã được bắt đầu ngay bây giờ. Cha, sẽ không có buổi kén phò mã nào nữa. Con là cô gái của các loài hoa và con sẽ trở về với thế giới hoa. Con sẽ không thể ở bên cha mẹ được nữa. Con nói gì vậy? Thế giới hoa là sao? Con nói gì vậy? Trời ơi, thảo nào tôi nghe người ta đồn cô ta hàng ngày đều nói chuyện với hoa cỏ ong bướm. Đúng là một cô gái không bình thường mà. Thế chẳng phải là phù thủy hay sao chứ? Chỉ có phù thủy mới có thể làm những điều quái đản như thế, chứ người thường thì sao có thể làm được? Làm sao có thể lấy cô ta làm vợ chứ? Thật là đáng sợ quá. Công chúa chỉ là một phù thủy đội lốt. Tất cả chúng ta đều bị lừa rồi. Con đi đâu vậy? Mau dừng lại đi. Ta không phải là phù thủy đội lốt. Sao họ có thể nói những lời độc địa như vậy với ta chứ? Đúng vậy, nàng tuyệt đối không thể là phù thủy nào hết. Nàng là cô gái xinh đẹp mà ta đã ngắm nhìn suốt từ thuở nhỏ. Chàng là ai? Chàng nói đã ngắm ta từ thuở nhỏ là sao chứ? Ta không hiểu chàng đang nói gì cả. Thật mạo muội, nhà ta ở Thảo Nguyên này, mỗi lần nàng đến đây dạo chơi, nói chuyện cùng hoa lá ong bướm, ta đều trộm ngắm nàng. Thú thật với nàng, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của ta là được nhìn thấy bóng hình của nàng. Đối với ta, nàng đẹp hơn bất kỳ đóa hoa nào ở Thảo Nguyên này. Và ta đã thầm yêu nàng từ lúc nào không hay, đến hôm nay mới dám tỏ lời. Trong mắt ta, nàng lúc nào cũng thật duyên dáng và đáng yêu. Xin nàng hãy nhận lời cầu hôn của ta. Đây là tình cảm chân thành từ trái tim ta dành cho nàng. Chàng làm cho ta thấy rất vui. Lần đầu tiên có người không cho rằng ta kỳ quái khi biết ta nói chuyện với hoa cỏ. Nhưng chàng hãy nhìn kỹ vương miện hoa trên trán của ta đi. Chàng cần phải biết rõ hơn bí mật của ta. Dù thế nào đi nữa, bất kể nàng là một cô gái hay là một loài hoa, tình yêu ta dành cho nàng cũng không thay đổi đâu. Ta đã đợi bao nhiêu lâu nay để được nói lời tỏ tình cùng nàng. Ta chỉ mong được nàng chấp thuận mà thôi. Tình yêu chân thành của chàng trai khiến trái tim thiếu nữ rung động. Hai người đến với nhau và ngày càng gắn bó hơn. Nàng công chúa cuối cùng cũng đồng ý kết hôn cùng chàng trong sự vui sướng của đức vua và hoàng hậu. Và phò mã mới lên ngôi trị vì vương quốc, đồng nghĩa với lời nguyền trường sinh của đức vua và hoàng hậu cũ được phá bỏ. Khi trở về với mặt đất, công chúa mới trở lại thành hoa, loài hoa cánh trắng nhụy vàng, hương thơm ngọt ngào, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, khiến con người sống trọn vẹn và hiếu nghĩa như thể cuộc đời mà nàng công chúa đã sống. Loài hoa ấy mọc trên những thảo nguyên nước Ý La Mã xưa
rồi lan khắp thế giới với tên gọi Cúc La Mã. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!